tới lượt tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine vào tầm ngắm của Nga. Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, lực lượng không quân Nga đã tấn công và phá hủy trận địa phòng không S-300 thuộc Trung đoàn Phòng thủ 102 của Ukraine. Quân đội Nga tuyên bố trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga rằng, trong vòng một ngày, không quân và quân đội Nga đã tấn công chính xác hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và tấn công trụ sở chỉ huy của Trung đoàn Phòng thủ địa phương 102. Theo báo cáo của Cơ quan Quân sự Nga, hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị tiêu diệt tại khu vực thành phố Donetsk của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trụ sở chỉ huy của Trung đoàn Phòng thủ địa phương 102 đã bị tấn công tại khu vực thành phố Polstavka, tỉnh Zaporizhia, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Chỉ trong một ngày, không quân và quân đội Nga đã tấn công thành công 103 đơn vị pháo binh của quân đội Ukraine trên các vị trí chiến đấu, gây tổn hại về quân số và trang thiết bị quân sự tại 134 khu vực. Ukraine đang sở hữu những tổ hợp phòng không nào? Ukraine đã đầu tư và triển khai nhiều hệ thống phòng không hiện đại nhằm bảo vệ lãnh thổ và chống lại các mối đe dọa không gian. Trong số đó, hệ thống BAC-M1 và BAC-M2 được coi là hệ thống phòng không hàng đầu của Ukraine. Đây là hệ thống tầm xa có khả năng tiếp cận mục tiêu trong khoảng cách 35 km đến 45 km và đạt độ cao hoạt động tới 22 km. Hệ thống này có khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu bay đa dạng như máy bay, trực thăng và tên lửa. Ngoài ra, Ukraine còn sử dụng hệ thống phòng không di động OSA AKM có khả năng tiếp cận và tấn công mục tiêu ở khoảng cách 12 km và đạt độ cao hoạt động lên tới 10 km. Đây là một hệ thống linh hoạt và hiệu quả, thích hợp cho việc bảo vệ các vị trí chiến lược và đối phó với các mục tiêu bay gần. Bên cạnh đó, Ukraine còn sử dụng hệ thống phòng không di động S-125 Neva Petra có tầm hoạt động lên tới 35 km và đạt độ cao hoạt động 25 km. Đây là một hệ thống đáng tin cậy và đã được cải tiến để phù hợp với nhu cầu phòng thủ của Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Kiev đã nhận rất nhiều viện trợ từ phương Tây, trong đó nổi bật phải kể đến tổ hợp tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ, loại tên lửa phòng không được coi là mạnh mẽ bậc nhất thế giới hiện nay. Hệ thống phòng không Patriot liệu có phải người thay đổi cuộc chơi? Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ được coi là một trong những hệ thống phòng không mạnh mẽ và hiện đại nhất thế giới. Với khả năng tương tác đa nhiệm và độ chính xác cao, nó đã được sử dụng và phát triển trong nhiều phiên bản khác nhau. Hệ thống Patriot có khả năng tiếp cận và tấn công mục tiêu trong khoảng cách lên đến 160 km. Điều này cho phép nó bảo vệ một vùng rộng lớn và ngăn chặn các cuộc tấn công từ xa. Patriot có khả năng tiếp cận và phòng ngự trong không gian từ 60.000 FT, 18 km đến 98.000 FT, 30 km. Điều này cho phép nó theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao khác nhau bao gồm máy bay, tên lửa và máy bay không người lái. Loại tên lửa này không chỉ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay mà còn có thể chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đặc biệt, tốc độ bay của tên lửa Patriot là cực kỳ nhanh, giúp nó tiếp cận mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đảm bảo khả năng tiêu diệt mục tiêu bay tốc độ cao và linh hoạt. Trùm Wagner tuyên bố kiểm soát toàn bộ Bakhmut. Lãnh đạo Wagner tuyên bố các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Nga kiểm soát toàn bộ thành phố Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh với Ukraine. Vào chiều ngày 20 tháng 5, Wagner giành được vị trí cuối cùng tại khu Smolensk. Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Yevgeny Prigozhin đề cập tới khu vực ở phía tây nam Bakhmut, nơi lực lượng Ukraine từng cố thủ trong những ngày qua. Chúng tôi đã giành được toàn bộ thành phố, kiểm soát từng ngôi nhà. Ông Prigozhin thông báo các đơn vị Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 và trao lại thành phố cho lực lượng chính quy Nga. Cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã cho chúng tôi cơ hội và vinh dự bảo vệ Tổ quốc, ông Prigozhin nói. Lãnh đạo Wagner cũng cảm ơn Đại tướng Sergei Shuvoviki và Thượng tướng Mikhail Medvedev đã giúp chúng tôi thực hiện chiến dịch khó khăn này. Tuy nhiên, ông Prigozhin chỉ trích một số quan chức và chỉ huy quân đội Nga vì không cung cấp đủ đạn cho các đơn vị Wagner, khiến họ chịu tổn thất gấp 5 lần dự tính. Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin về tình hình tại Bakhmut sau tuyên bố của lãnh đạo Wagner. Trong khi đó, Serhii Chervati đã phát ngôn Bộ Chỉ huy miền đông của Ukraine bác bỏ tuyên bố của lãnh đạo Wagner. Các đơn vị của chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut, ông Chervati nói. Trận đánh tại Bakhmut là được nhận định là dữ dội và kéo dài nhất từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát tháng 2 năm 2022, khi cả hai bên đều dồn lực vào thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine từng khẳng định phòng thủ Bakhmut rất cần thiết về mặt quân sự,
đồng thời nhận định thành phố thuộc tỉnh Donetsk là chìa khóa kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Trong khi đó, Nga nhận định Bakhmut là trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát thành phố sẽ cho phép họ tiến công sâu hơn vào phòng tuyến của đối phương. Giới chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi về ý nghĩa chiến lược của Bakhmut, song nhận định kiểm soát thành phố sẽ tạo một số lợi thế cho Nga. Họ cũng cho rằng quyết định rút khỏi Bakhmut không phải thảm họa cho nỗ lực kháng cự của Ukraine.